Đây, hôm nay máy tính về cho các bác nhé. Cứ ấy đi. Chú không muốn lên sóng thì anh sẽ không cho lên chú lên sóng, chứ không phải lo. Chứ không phải lo, chú phải cất cái thớt của chú đi thôi. Nè, hàng đang lắp cho bác. Các bác đợi em nhé. Bác đợi em trả hàng cho bác. Rất cảm ơn các bác ạ. Thật ra là hàng nó quá chất lượng nên là không kịp trả hàng cho bác. Những đơn nào nợ thì hôm nay trả tiếp nhé. Này, tôi về cho bác hết. Đôi 4, 6, 8, 10. 2, 10 nữa này. 10. Được 30. Gần 30 em. Này, sẽ trả hết cho các bác luôn. À, cấu hình thì các bác đã thường xuyên nắm được rồi ạ. Em giới thiệu cho các bác rồi. À, cấu hình của dòng này đó là màn hình 25.5 à 21.5 inch. Màn hình 21.5, chip Core i5 đầu 6 bác nhá. 6500, RAM 8GB, ổ cứng 250GB. Đấy. Và đặc biệt là dòng này thì tất cả đều chuyển dữ liệu bằng tốc độ cao hết, 4 cổng USB tốc độ cao này. Cổng tai nghe này, cổng micro USB này, cổng thẻ nhớ này. Ngoài ra thì bên này là khay đĩa này. Tất cả nhá. Ngày trước là một cái bộ máy tính nó có một cái hộp cây bên cạnh. Nhưng mà cái hộp cây bây giờ họ tích hợp hết trong này rồi. Đây là hộp bộ HP hàng bãi. Đấy. Về cổng đây ạ. Đây 4 cổng USB nữa. Nhìn chưa? Toàn cổng USB tốc độ cao thôi. Cổng mạng LAN và cổng trên này là HDMI. Đấy. Các bác có thể di chuyển chiều cao này, cái này lên xuống này. Lên xuống tùy theo chiều cao các cháu học sinh hay mình học, người nào cao người nào thấp tùy. Đấy, có thể di chuyển. Được chưa? Cái cá ở dưới em khóa cho chắc rồi nhé. Con nào mà trượt cá là nó sẽ bị úp màn, hỏng mất cái màn đấy. Ngoài ra thì có camera này, mic, micro, mic ở đây luôn. Bác ra lệnh giọng nói đọc hết ở đây luôn ạ. Lệnh giọng nói ở đây hết. Phía dưới này tất cả là loa, một dải loa luôn. Tất cả dải loa ở đây. Loa con này em đã giới thiệu cho bác rồi, test rất là hay. Đấy. Bộ này có mức giá là 5.900.000. Đấy. Đây là một chiếc máy tính luôn, một chiếc máy tính đây ạ. Một chiếc này có mức giá là 5.900.000. 5.900.000 một chiếc máy tính này cho bác. Dòng này thì báo cáo bác là bao màn hình nét, sắc nét, không hại mắt. Không hại mắt. Chắc chắn là không hại mắt rồi. Nhá. Cái chuẩn nhất của nó là không hại mắt. Màn hình nó dịu rất là tốt, nó không có bị chói lóa đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với anh Tuấn. Đấy. Nhiều nhau tất. Hôm nay trả hàng cho bác nhé. Ngày hôm nay em trả hàng cho bác hết luôn. Đấy. Ngày hôm nay em sẽ trả cho bác. Đang lắp dần thì trả cho bác lại, lắp dần. Trước khi trả thì bên em phải test, phải kiểm tra hết. Rồi, chào các bạn. Hôm nay em tiếp tục về nồi cơm điện cho bác đấy. Và các bác là em đang nợ hai chiếc thì có hai đơn ấy. Của bác thì em bác đã đặt cọc rồi, em Tuấn nợ thì hôm nay em sẽ trả nha. Nợ hai đơn, vậy là nó chỉ còn có 3 chiếc với lại một chiếc 1 lít này. Đây là những mã nồi đến từ đất nước Nhật Bản. Hàng còn nguyên thùng xốp. Chưa dùng một lần nào. Hàng mới nguyên. Nguyên thùng xốp luôn. Hàng Jisohi. Con này bác chú ý hộ em nhé. Con này là VH18 chứ không phải VH10 bác nhé. VH10 khác bác nhé. Đây là đời cao VH18. Tất cả còn nguyên thùng xốp. Chưa một lần nào nấu. Còn nguyên cốc, nguyên thìa. Tóm lại là hàng mới tươi. Nguyên thùng xốp từ Nhật Bản về. Hàng xịn từ Nhật Bản về. Mức giá đợt này báo cáo bác là lấy theo lô. Mấy anh em cùng chung nhau đợt này lô. Lần trước lấy lô nó ít đấy. Nếu khác đợt này lô nó nhiều. Có nghĩa là lô đấy là về họ phân lô, họ cứ giả dần cho mình đấy. Nên là lấy nhiều hơn, số lượng nhiều hơn thì các bác đã rẻ hơn được 300.000 một chiếc rồi. So với trước là các bác đã rẻ được hơn 300.000 một chiếc rồi. Những bác nào lấy tuần trước, trước nữa mấy tuần thì bác thông cảm. Như thời điểm đấy
Những chiếc nồi với có mức giá là 1 lít 8 này, nấu từ 6 đến 8 người ăn nhé. Lượng người ăn từ 6 đến 8 người thì có mức giá là trước là 6 triệu 9. Bây giờ rẻ được 300 nữa bác còn 6 triệu 6 bác nhé. Còn 6 triệu 600 nghìn. Còn đối với lại mức cái chiếc nồi mà 1 lít này này, trước là 5 triệu 9, bây giờ các bác có được giảm 300 nữa còn 5 triệu 6 nhé. Một cái là 69 thì còn 66, một cái là 59 thì còn 56. Đã rẻ được 300 nghìn một chiếc rồi, hàng nguyên thùng xốp. Và thêm lại đây, về được thêm một chiếc đây. Tuần trước thì có Sanier đấy, nay về được thêm một chiếc Sanier nữa đi cùng. Ở đây là bếp từ Sanier, dòng này các bác bếp từ của Nhật nhé. Bác có thể nấu nồi đường kính lên đến 30, hơn 30. Đấy. Dòng này có em đã có bản test clip trước, ngày trước cũng có rồi đấy. Nơi về thêm một con. Con này thì rẻ hơn với con trước được gần 200 nghìn. Để cho bác mức giá là 1 triệu rưỡi nhé. 1 triệu rưỡi một chiếc. Con này chạy điện 100V này. Điện 100V. Đấy. Hàng phải nói luôn là đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc cho bác. Quạt màu trắng mà còn quạt như thế này thì bác biết là nồi hầu bếp hầu như chưa dùng. Con Sanier. Dây, dòng này dây thì rất là bền. Sanier bác nhé. 1 triệu rưỡi chiếc Sanier này. Dòng này nấu nhanh lắm. Nói chung hôm trước có mấy con bán hết. Cũng lô này, mã như này. Em đã có bán mã này rồi nên em không giới thiệu nữa. Bởi vì là em bán rồi mà. Có bác thích, bác không thích dòng này thì các bác nào biết chơi dòng Sanier này rồi. Rất là bền. Bền, nói chung là bền, an toàn. Không lỗi vặt. Thì sau đây em Tuấn sẽ vào đôi 4, 5, 5 cái mã này là đều là nồi 1 lít, 1 lít 8. Đều nồi 1 lít 8 bác nhé. Đây. Nó đều là nồi 1 lít 8. Báo cáo bác là nồi nguyên thùng xốp. Chưa, em nhắc nguyên thùng xốp cho bác chưa. Đều 1 lít 8. Nên là cái nào cũng như cái nào. Đấy. Thì các bác ạ, đây, muôi của nó đây. Muôi của nó cũng là muôi zin theo nồi luôn nhé. Cũng Jisohi luôn, Jisohi. Muôi cũng zin theo nồi luôn ạ. Đấy, em nhìn này. Đây, zin theo nồi hết ạ. Sách hướng dẫn này nấu rồi trong này. Đấy, em nhắc cho bác. Nhắc cho bác nhé. Cái nào cũng vậy, đấy chị ạ. Bác nhớ hộ em nhé, model là VH18 nhé. Đây. Nó gọi là thùng nồi chưa nấu một lần nào nhé. Chưa một lần nào nấu. Nồi mới nguyên nguyên hộp luôn. 6 triệu 6 bác nhá. So với trước các bác là rẻ được hơn 300 nghìn. 6 triệu 6 ạ. Nồi chưa một lần nào nấu. Ca cốc còn nguyên. Đấy. Cái nào cũng như vậy. Tôi nhắc nhắc nhanh cho bác nhìn lượt. Bác thích. Cái nào cũng vậy các bác ạ. Như nhau tất. Được chưa ạ? Đây. Như nhau hết. Toàn nguyên thùng luôn. Nguyên hộp hết. Đây. Cứ nhấc hẳn ra cho bác thích luôn. Đấy, nhấc lên cho bác thích. Một màu thôi nhá. Màu này nó rất là sạch, sang. Muôi theo đây, muôi theo của nó hết. Sạch sang, đều như nhau tất bác. Đấy. Như nhau hết. Ok chưa? Con này cũng vậy. Và con này, ba bốn con này vậy. Mà con cuối cùng này là con này màu cũng vậy. Nhưng mà nó là dòng nồi 1 lít. Dòng này thì tầm 3 đến 5 người ăn. Còn nồi kia là 6 đến 8 người ăn. Nồi này chỉ tầm 3 đến 5 người ăn nhé. Với lượng bây giờ thì nó 6 người ăn được buổi ăn, bây giờ ăn rất ít hơn ngày xưa. Còn nồi cơm Nhật thì nổi tiếng rồi, thế ạ. Đấy. Loại này là loại 1 lít. Thì dòng này thì tầm 3 đến 5 người ăn. Đấy. Nồi mới tinh. Dòng này là 5 triệu 6, trước là 5 triệu 9, bây giờ còn 5 triệu 6. Không, tôi phải nói rõ thế cho các bác thoải mái. 5 triệu 6. Nồi chưa một lần dùng. 5 triệu 6 này. Đấy. Còn dòng này là 6 triệu 6. Trước 69 giờ còn 66. Nguyên thùng xốp. Đây. Em thích thì các bác thích, thích em bóc dần cho bác xem. Không lại bảo con nọ khác con kia khác nhé. Nó đều là hàng mới nguyên hộp. Báo cáo bác là một cái nồi này nó mấy cân. Riêng tiền cước cái nồi này nó hết là triệu rồi. Bởi vì cước đường đi, cước máy bay bây giờ nó gần 300 nghìn một cân. Gần 300 nghìn một cân từ Nhật về đây. Gần 300 nghìn một cân. Đấy, nhìn này. Đây, vẫn hai cốc cho mày. Vẫn là mã đấy. Tất cả nồi chưa nấu lần nào. Gần, bây giờ gần 300 nghìn một cân. Một cái nồi này bác bảo cả cái thùng này nữa. Bác biết là mấy cân không? Để em xem, em đọc được nó ghi chỗ này bao nhiêu kg. Đây nhá, nồi có ghi 1 lít 8 luôn nhá. Để em xem nó ghi bao nhiêu kg bác biết. 1 lít 8 này.
gì nhá, dập tan hết. Em xem là cái thùng này, tổng trọng lượng là không biết nó sẽ báo ở đâu ấy. Nó sẽ báo bao nhiêu cân ra ngay. Thì bác sẽ tính cho, bác sẽ tính ra cước luôn mà. Ra cước luôn. Bây giờ có rẻ cũng phải 260 đến 280 một cân. 260 280 một cân. Đấy. Bác đợi em chút nhá, đem ra cân. Này bác nhá, cái cân này này. Cái cân này là cân hơn 5 cân nó kịch nhá. Mà tay em phải giữ này, em phải xách lên. Có nghĩa là cái nồi này nó phải hơn 6 cân, em thả tay xuống này. Nó quá đấy. Đấy, nó kịch mất kim này. Bác nhìn này. Nó kịch với kim, kim không chạy nữa. Thì cái nồi này nó phải 6-7 cân. Thì các bác biết là 6-7 cân bây giờ mà cứ tính nhé, cứ tính hơn 200 nghìn. Hơn 200 nghìn một cân tiền cước từ máy bay từ Nhật về. Thế bác tính xem, cái nồi này nó hết mất tầm 7-2-14 nữa đã. Riêng tiền cước vận chuyển nó đã hết. Đối với cái nồi này nó đã hết tầm 1,5 triệu đến 1,6 triệu trở lên rồi. Nguyên tiền cước. Các bác cứ gõ vào Google bác xem. Xem tiền cước vận chuyển từ Nhật về bao tiền một cân ra luôn. Nên là những mức giá này báo cáo các bác là hàng đã được từ bên ấy về đây nó cũng không đơn giản. Không đơn giản. Những mức giá này là quá mềm cho bác rồi. Cực kỳ mềm rồi. Phải nói là quá rẻ cho bác này. Bác tính là nguyên một cái nồi như thế này đã mất gần 2 triệu tiền cước. Chưa có cái gì cả. Chưa được sử dụng. Chỉ có cước không ấy. Đấy. Đây. Bác nốt rồi cho các bác cho thích. Thấy không? Tất cả đều hàng nhá. Chuyển luôn. Nên là báo cáo các bác là những chiếc nồi này bác về bác mua bác tặng. Dòng này làm quà biếu mua tặng thì quá quá tuyệt vời rồi. Đúng không? Đúng chưa bác?